Xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh Lữ Tài của mình. Mình tên là Hạnh Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị về cái bài số 12. Mình nói về là Huyền Không Phi Tinh, bài 12. Thì trước khi đi vào bài, tôi cũng xin nói vài ba điều là 2 ngày gần đây tôi đã không đăng video là bởi vì là công việc rất là nhiều. Tôi đã đi xem hướng nhà cho người ta, rồi cúng kiến cho người ta, và đa phần với lại tất cả các anh chị ở trên YouTube đã quan tâm đến kênh của tôi và cũng đã đặt bùa trấn trạch và bùa mua may bán đất, tức là bùa buôn bán đó các bạn. Thì trong 2 ngày đây tôi tranh thủ tôi quẩy bùa và tôi đã cúng tổ rồi, mới rồi tôi lo tôi gửi cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị đó. Rồi xong rồi tôi phải đi xem ngày cho người ta khi người ta mời. Rồi khi mà tôi làm xong hết công việc cho mọi người, bắt đầu là tối về là tôi rất là mệt mỏi và tôi cũng không có sức để làm video. Thì hôm nay thì tôi cũng rất là còn mệt nhưng mà vẫn cố gắng lên làm một cái video tiếp theo để gửi lên cho tất cả các quý vị cùng nghiên cứu. Thì hôm nay bài này thì chúng ta nói về là cái hợp thập. Thì vừa qua thì có nhiều anh chị cũng đã đề nghị tôi là hãy xem cái ngày tốt trong cái tháng 6 để cho tất cả các anh chị là cùng cùng nhau xem để biết ngày biết giờ tốt để tất cả các anh chị hành sự. Nhưng mà tôi vừa nói đó là trong thời gian 2 ngày nay tôi rất là bận rộn cho nên tôi không có soạn bài được các bạn. Bởi vì tôi không soạn bài được cho nên không có bài lễ, không có bài xem ngày tốt trong cái tháng 6 để gửi lên cho tất cả các quý vị. Còn cái bài này thì nó đã thuộc về cái nằm lòng của tôi cho nên tôi không cần biên soạn, và hôm nay tôi sẽ chia sẻ bài này lên để cho nó có quy chiếu cho tất cả các quý vị xem. Rồi còn ngày mai hoặc ngày mốt nếu mà khi nào tôi cảm thấy khỏe trong người thì bắt đầu là tôi sẽ soạn ngày và tôi sẽ tung lên cho tất cả các quý vị cùng nhau cùng nhau mà nghiên cứu và cùng nhau mà tìm ra được một cái ngày tốt để chúng ta có thể làm mọi việc. Đó. Thì hôm nay là chúng ta sẽ đi vào cái bài gọi là hợp thập. Hợp thập là như thế nào? Hợp thập tức là chúng ta sẽ tìm những cái con số nó cộng lại với nhau bằng 10. Thì hợp thập thì nó có 3 phương cách hợp thập. Tức là phương cách thứ nhất là hợp thập toàn bàn, tức là tất cả 9 cung đều hợp thập. Còn hợp thập chỉ duy nhất một cung đó, hoặc là có 1 2 cung gì đó trong một cái tinh bàn này là nó hợp thập thôi thì cái cung đó mới là cung tốt. Hợp thập tức là nó thông khí các bạn, hợp thập là thông khí. Ví dụ nhà của các bạn mà nó thuộc về là thượng sơn hạ thủy, tức là nó nghịch sơn nghịch hướng đó các bạn, thì các bạn phải xem lại coi thử là cái chỗ mà nó nghịch sơn nghịch hướng đó, cái chỗ đó ngay cái hướng nhà của chúng ta và ngay cái tọa nhà của chúng ta coi thử nó có hợp thập hay không. Nếu nó hợp thập là nó thông khí, mà một khi nó thông khí thì nó sẽ không còn bị thượng sơn hạ thủy nữa đó, các bạn nên để ý nha. Còn cái đó là mình tìm những cái khung, những cái ô mà nó thuộc về hợp thập. Còn có những cái tinh bàn mỗi quận thì nó sẽ có 2 hướng hoặc là 2 kiểu nhà nó thuộc về là hợp thập toàn bàn. Đó, hợp thập toàn bàn tức là trong 9 ô này đều là hợp thập hết. Hợp thập tức là hướng tinh và tọa tinh, hướng tinh này đó, và tọa tinh nó cộng lại với nhau là hợp thập. Còn số 8 là cái này là cái quận tinh mà nó với hướng tinh
mà nó cộng lại với nhau, nó quẩn hợp thập và hoặc là quẩn tinh mà cộng lại với hướng tinh thì nó cộng lại với nhau nó quẩn là hợp thập. Thì nếu mà hợp thập toàn bàn á thì là cực kỳ tốt, gọi là thông khí đó. Còn nếu mà chúng ta, nhà của chúng ta mà bị thượng sơn hạ thủy, nghịch sơn nghịch hướng đó, mà không có hợp thập thì gọi là nhà đó không hóa giải được, thì chúng ta nên bán đi đó. Rồi còn một cái hợp thập thứ ba, đó là hợp thập gì? Đó là hợp thập là hai cung đối xứng với nhau, nó lại là hợp thập đó. Thì chập lét chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ thì các bạn sẽ hiểu, còn bây giờ mình chỉ nói theo cái kiểu lý thuyết cho các bạn là dễ hình dung. Nhưng mà chế chập lét là các bạn muốn hiểu sâu thì bắt buộc các bạn phải xem cuối video, là những cái ví dụ, hai ví dụ tôi đưa lên là các bạn sẽ hiểu như thế nào gọi là hợp thập toàn bàn, và như thế nào gọi là hợp thập từng cung, và như thế nào gọi là hợp thập đối cung. Đó là có ba cách cục hợp thập đó. Và hợp thập nó mang ý nghĩa là nó sẽ thông khí và nó sẽ giải trừ những cái xấu của ngôi nhà mình. Cái chỗ này, cái cung nào mà nó được hợp thập thì cung đó là cung tốt các bạn. Và tại sao tôi lại nói cái bài này trước? Tại vì các bạn phải biết về hợp thập, sau này bài tiếp theo đó là bài phục ngâm và phản ngâm. Đến bài phục ngâm và phản ngâm, nếu các bạn không biết bài hợp thập này thì các bạn sẽ không tìm được cái phản ngâm phục ngâm. Cho nên cái bài này là rất là quan trọng, các bạn cần nên lấy giấy lấy viết ghi lại những lời tôi vừa nói, là có ba cách hợp thập, đó là hợp thập toàn bàn, hợp thập từng cung, hoặc là mình gọi là hợp thập mỗi cung, hay là hợp thập đối cung. Đó là ba cái hợp thập đó. Mà hợp thập có ý nghĩa là nó sẽ thông khí cho ngôi nhà của mình. Nếu mà ngôi nhà của bạn bị xấu một cái cung nào đó, là nó bị thượng sơn hạ thủy đi, ngay cái hướng nhà và ngay cái tọa nhà nó bị thượng sơn hạ thủy, với cái bài mà thượng sơn hạ thủy đợt trước tôi đã nói, nếu mà nhà của các bạn thuộc về thượng sơn hạ thủy là xấu, là nghịch sơn nghịch hướng đó, nếu mà ngôi nhà ngay tại hướng tinh mà nó được hợp thập, mà nó hợp thập là nó cái quặng tinh và cái hướng 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 tinh nó mà hợp thập với nhau thì mình nói là hướng tinh hợp thập. Còn mà cái sơn tinh với quặng tinh mà hợp thập với nhau mình gọi là sơn tinh hợp thập. Hướng tinh hợp thập nó sẽ tốt cho tài vận, mà sơn tinh hợp thập thì nó sẽ tốt cho đường con cái và sức khỏe. Các bạn nên nhớ, các bạn nên nhớ lại cái bài, những bài trước tôi thường hay nói, hướng tinh nói về tài vận và tọa, hướng thì nói về tài vận, còn tọa thì nói về cái sức khỏe và cái đường con cái của mình. Nếu mà cái tọa nhà của chúng ta xấu thì chúng ta sẽ sanh đẻ rất là khó khăn, có thể không thể nào sanh đẻ, cũng không thể nào mang thai được đó, không thể nào có con được khi cái tọa nha của chúng ta là cực kỳ xấu. Cho nên nếu mà muốn sanh con được chúng ta phải thông khí đó. Thông khí thì các bạn nên biết là chúng ta phải tìm cái cung đó nó là hợp thập. Nếu mà nhà của chúng ta là hướng xấu, là bị nghịch sơn nghịch hướng mà không có hợp thập thì các bạn nên bỏ ngôi nhà đó đi. Nếu mà các bạn cố ở thì nó sẽ không có tài vận và cũng không có sức khỏe. Còn nếu mà cái nhà đó là nó bị phạm cái tọa, tức là cái tọa nó không có tốt, thì chúng ta mãi mãi sẽ không có con đó. Cho nên các bạn cần phải lưu ý những cái điểm đó. Rồi bây giờ những cái điều mà tôi cần nói tôi đã nói hết. Bây giờ chúng ta đi qua cái ví dụ cho tất cả các anh chị dễ hiểu nha. Mời tất cả các quý vị và tất cả các anh chị, các quý vị hãy theo dõi bài này, gọi là bài hợp thập. Trong đây á, thì nó có hai ví dụ thôi, nhưng mà tôi nói là hợp thập thì nó có ba loại. Một loại là hợp thập toàn bàn, đây bản đồ này gọi là hợp thập toàn bàn, và một loại là hợp thập đối cung, là hai cung đối nhau nó hợp thập gọi là đối cung, và một cái là hợp thập
từng cung, tức là bất cứ cung nào nếu mà nó có số hợp thật thì nó cung đó là cung tốt. Đó, nếu mà cái cung đó nó thuộc về cái tọa nhà thì các bạn nên nhớ, vậy là nó thông khí được cái tọa thì chúng ta sẽ được vượng đinh, tức là vượng về sức khỏe và đường con cái. Còn nếu mà nó mà bị hợp thập tại hướng thì chúng ta biết nó sẽ thông khí cho tài vận đó. Còn hiện tại là cái ví dụ cái mà hợp hợp thập từng cung á thì các bạn tự tìm, tại vì nó cũng rất là dễ. Các bạn cứ quẻ ra hết là những cái bản đồ trong quận 8 thì các bạn nhìn vào cái sơ đồ của phi tinh đó, các bạn sẽ thấy được cái nhà nào là nhà hợp thập từng cung. Còn hiện tại bây giờ chúng ta sẽ nói về cái hợp thập toàn bàn và hợp thập đối cung thôi. Trong ngay trong cái quận 8, các bạn nên để ý trong cái quận 8 là Sửu Sơn Mùi Hướng, tức là nhà này là nhà hướng Mùi, tọa là tọa Sửu. Nó nằm trong quận 8. Thì các bạn có cái bài khoảng bài 7 bài 8 mà tôi đã nói về cái cách tính phi tinh bay á, thì các bạn quay lại các bạn xem lại những cái bài đó là các bạn sẽ hiểu được là tại sao có cái sơ đồ này. Là tôi đã bày cho các bạn cách tính tam nghiên long hoặc cách tính phi tinh nghịch phi tinh thuận trong cái bài 7 bài 8. Các bạn cứ quay lại các bạn xem nha. Còn bây giờ chúng ta khi mà có được cái tinh bàn này rồi thì các bạn nên để ý đây là quận 8 đó. Thì cái ngũ hoàng nhập trung cung đó, ngũ hoàng nhập trung cung, và các bạn nên để ý qua bài sau tôi sẽ nói về phản ngâm và phục ngâm, nó liên quan tới cái con số 5 nhập trung cung như thế này đó. Nhưng mà bài này tôi sẽ không nói đến, mà chúng ta chỉ nói đến cái hợp thập thôi. Nếu mà chúng ta mà nói thêm cái phản ngâm phục ngâm nữa là các bạn sẽ bị rối, cho nên hẹn các bạn qua bài sau tôi sẽ giải thích kỹ hơn về phản ngâm phục ngâm. Còn bây giờ chúng ta chỉ nói về cái hợp thập. Các bạn nên để ý cái tọa nè từng cung luôn, là đây là hợp thập toàn bàn, cho nên cái cung nào nó cũng hợp thập hết. Bắt đầu chúng ta đi vào cung giữa, cung giữa là số 8 nè, nó hợp thập với sơn tinh, à trong đây gọi là sơn bàn này, quặng bàn nó hợp thập với sơn bàn, đây thì quặng tinh nó hợp thập với sơn tinh đây. Vậy là cái nhà này á là nó sơn tinh nó được thông đó, tức là cái này là nhà này là vượng đinh, sơn tinh nó được thông rồi các bạn, nó hợp thập à, nó hợp thập là cái quặng tinh và cái tọa tinh nó hợp thập, cho nên á là cái tọa tinh của nhà này là vượng vượng, cho nên mình gọi là vượng đinh, thì nó tốt về đường xuất khẻ và con cái đó. Và nếu mà cái nhà này nó ngược lại tức là nhà nhà hướng Sửu mà tọa Mùi thì nó sẽ ngược lại, nó sẽ là vượng tài mà nó không vượng đinh, tức là nó sẽ ngược lại là nó sẽ thành là vượng về cái tài vận, vượng về cái hướng. Còn hiện tại bây giờ là nó đang vượng về cái tọa. Nếu ngôi nhà nào ngược hướng với cái ngôi nhà này thì nó sẽ là vượng hướng, còn ngôi nhà này là vượng tọa. Các bạn nên để ý. Rồi các bạn nhìn lại một lần nữa. Đó, có phải là quặng tinh và sơn tinh nó hợp thập hay không? Tức là nó cộng lại với nhau thành 10 nè. Đó, đây là hợp thập toàn bàn. Là toàn cái bản đồ của mình gọi là tinh bàn đó, đó hợp thập toàn tinh bàn đó. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái ví dụ thứ hai, đó là hợp thập đối cung. Đối cung tức là hai cung đối xứng như vậy. Đó, hai cung đối xứng như vậy các bạn. Các bạn nên để ý hai cung này, hai cung này. Đó. Và hai cung này và hai cung này, các bạn nên để ý nè, nó hợp thập các bạn. Đây là bên này là sơn, bên này là hướng tinh, nó hợp thập với sơn tinh. Sơn tinh của cái cung này là đối cung này. Rồi hướng tinh thì nó hợp, hướng tinh của cái hướng nhà nó hợp thập với cái sơn tinh của cái tọa nhà đó. Rồi cái quặng tinh thì nó hợp thập với nhau nè. Đó, này quặng tinh nó cũng hợp thập với nhau nè. Đó, rồi tất cả cái này là gọi là toàn bàn luôn, tức là nó đối xứng nhau mà nó hợp thập.
gọi là hợp thập đối cung. Tất cả những cái cung này nó đối xứng với nhau, tất cả những cái cung đối xứng với nhau trong cái tinh bàn này đều là hợp thập hết, mình gọi là hợp thập đối cung. Mà hợp thập đối cung này là ngôi nhà này được thông khí toàn bàn, thông khí là cực kỳ tốt các bạn, cực kỳ tốt đó, các bạn nên để ý nha. Rồi video đến đây cũng đã quá dài, Hạnh Nhật Tấn xin được kết thúc video tại đây. Và trước khi kết thúc thì Hạnh Nhật Tấn cũng xin tự giới thiệu, nếu mà tất cả các quý vị nào mà yêu thích về phong thủy này thì hãy bấm like video và hãy bấm nút đăng ký kênh để theo dõi bài 13, đó là bài nói về phục ngâm phản ngâm mà tôi chia sẻ là rất là tận tình và chia sẻ rất là kỹ lưỡng cho tất cả các quý vị hiểu sâu về thế nào là gọi là phục ngâm và phản ngâm. Còn tất cả các quý vị nào mà nhà có bị phạm hướng nhà đó các bạn, chứ còn mà bếp phạm hướng, cầu tiêu phạm hướng hay phòng ngủ phạm hướng thì các bạn phải di dời nó hoặc là sửa chữa nó lại. Còn mà nhà của các bạn mà lỡ mà phạm hướng thì đương nhiên nếu mà các bạn mà phạm một cái gì đó thì các bạn có thể sửa, nhưng mà nhà của các bạn mà phạm hướng thì chỉ có là các bạn bỏ nhà thôi. Cho nên khi nhà của các bạn phạm hướng thì các bạn có thể liên hệ với tôi sẽ cho các bạn thỉnh bùa trấn trạch để có thể trấn cái hướng nhà của mình để không bị xấu đó, nhớ nha các bạn. Và những anh chị nào mà xem ngày khai trương để mở cửa hàng, mở cửa tiệm và muốn kêu khách để đắt khách thì các bạn có thể liên hệ với tôi để tôi có thể cho tất cả các quý vị thỉnh cái bùa gọi là bùa mua may bán đắt. Bùa mua may bán đắt nó khác với cái bùa cầu tài nha các bạn. Bùa cầu tài là bùa chúng ta bỏ trong ngư, còn bùa mua may bán đắt là mình gọi là bùa kêu khách thì nó lại khác và cách dùng nó cũng khác. Khi các bạn nào cần thì hãy liên hệ với tôi, nhưng mà tôi nói là thì các bạn phải đi lễ tôi trước, tại vì có tiền lễ đó tôi mới cúng kiến và mua đồ cúng tổ rồi tôi mới làm bùa và gửi cho tất cả các quý vị đó. Rồi video đến đây cũng đã kết thúc, Hạnh Nhật Tấn xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị ở những video sau nhé. Bài sau tôi sẽ nói về phản ngâm phục ngâm. Rồi chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ở những video sau. Chào, hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh cho mình nhé.